Thưa quý vị, thời gian qua, dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chung tay nỗ lực của cộng đồng, những người làm du lịch trong việc gìn giữ hình ảnh điểm đến an toàn, Đà Nẵng vẫn là điểm đến được các du khách lựa chọn trong những hành trình tham quan du lịch của mình. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, đoàn du khách đến từ Quảng Ngãi này vẫn chọn Đà Nẵng làm điểm tham quan du lịch đầu năm với hành trình 5 ngày. Theo chia sẻ của anh Chin Xiang, một thành viên trong đoàn, công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng rất tốt nên anh cảm thấy rất an tâm khi đi du lịch tại đây. Tôi rất hào hứng và yên tâm khi đến đây du lịch bởi tôi thấy Đà Nẵng làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Các nơi tôi đến đều tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện rửa tay sát khuẩn. Tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán, tuy lượng khách không nhộn nhịp như mọi năm, nhưng Đà Nẵng cũng đã đón khoảng 30,8 ngàn lượt khách đến tham quan du lịch. Trong bối cảnh hiện nay, thì con số này cũng cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng. Ngoài lợi thế về tài nguyên thiên nhiên thì sự chung tay của cộng đồng, những người làm du lịch trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch trong hoạt động du lịch đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút khách. Để mang đến cho du khách những cái trải nghiệm cũng như là chuyến du lịch tuyệt vời và an toàn khi đến với thành phố Đà Nẵng thì chúng tôi luôn đảm bảo thực hiện tốt các cái công tác phòng chống dịch. Thì chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các cái công tác như là vệ sinh, sát khuẩn định kỳ tại tất cả các khu vực của khách sạn. Và chúng tôi cũng cung cấp các cái nước sát khuẩn, khẩu trang y tế miễn phí cho khách hàng. Đối với các hành trình mà anh em hướng dẫn viên cũng như các công ty du lịch thực hiện cho các đoàn du khách thì cái yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, mọi người rất là quan trọng cái yếu tố an toàn, cho nên là tụi mình khi mà dẫn đoàn và đưa khách đến các điểm đến ấy, thì luôn nhắc nhở khách là tuân thủ tuyệt đối những cái quy định của điểm đến. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, việc xây dựng môi trường du lịch an toàn luôn được ngành du lịch thành phố chú trọng để thành phố bên bờ sông Hàn luôn là điểm đến đáng tin cậy cho du khách. Trong bối cảnh hiện nay, ngành luôn triển khai kiểm soát chặt chẽ các quy định, yêu cầu đảm bảo phòng chống dịch trong hoạt động du lịch. Song song đó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, tập trung mạnh mẽ cho thị trường nội địa, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách để điểm đến du lịch Đà Nẵng sớm nhộn nhịp, sinh động trở lại.